Bánh tráng mắm ruốc nướng có thể được xem là món ngon ẩm thực của Ninh Thuận mà du khách nên thử khi có dịp đến miền đất nắng gió này. Nhưng nay, món ăn này có mặt ở khắp nơi của Sài Gòn, là món ăn đường phố ra đời sau này. Phục vụ thực khách, ban đầu chủ yếu là các cô cậu học sinh tuổi teen thích ăn quà vặt. Song càng về sau, món bánh tráng mắm ruốc nướng ngày có thêm đông đảo thực khách ở mọi lứa tuổi và là món ăn thú vị mà du khách du lịch cũng rất yêu thích và thưởng thức. Nếu như bánh tráng nướng của các vùng khác khi nướng là gấp đôi, gấp tư, thậm chí là để bánh tráng nguyên, thì bánh tráng mắm ruốc ở Ninh Thuận lại là những cuốn bánh cuộn tròn lại như những gợi cỏi cuốn, khiến cho món bánh càng thêm hấp dẫn và có chút nghệ thuật, tùy dùng dị nhưng khá thú vị. Bánh tráng mắm ruốc nghe có vẻ đơn giản và khi có dịp chứng kiến khâu chế biến cũng thấy không quá phức tạp, nhưng để có món bánh tráng ngon thì lại cần hội tụ nhiều yếu tố. Trước hết, bánh tráng phải ngon, mỏng nhưng phải có độ dai dẻo nhất định để khi nướng lên bánh đủ giòn, thơm nhưng không nhanh vỡ nát, hoặc khi nguội cũng không quá dai. Bên cạnh đó, mắm ruốc cũng phải là thượng hạng của Ninh Thuận để đảm bảo mùi thơm vị đậm nhưng không quá mặn mùi. Kế đến là cách nướng bánh, phải vừa tới để khi cuộn bánh lại như cuốn gỏi được dễ dàng, bánh chín đều, giòn đều và còn nguyên quấn. Các nguyên liệu còn lại vào bánh khá phong phú, có hành lá cắt nhuyễn, có trứng cút luộc, cắt đôi và có cả nem chua, chả lụa. Một phần không thể thiếu đó chính là mắm ruốc. Mắm ruốc loại 1 được sơ chế và cho thêm me vào để tạo thêm vị chua chua cho bánh tráng nướng thêm hấp dẫn hơn. Tuy có mắm ruốc nhưng không hề bị hôi và gần như không nghe mùi. Khi ăn thì phần nhân khá vừa ăn, có độ mặn nhẹ của mắm ruốc. Bên trong có thịt nêm ăn dai dai và nhờ có phần bắp cải nên ăn đỡ ngán hơn. Những khách quen của món ăn này thường gọi đó là pizza Việt Nam.